Trong tâm điểm tối nay, Bến Tre bị đâm tử vong vì chửi thề do mất xe. An Giang, bên vực cha vợ dùng cây đánh người khác thương tích 20%. Công an nổ súng vây bắt đối tượng thủ súng mua bán gần 27 kg ma túy tại Nghệ An. Hệ thống xét nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh đã ổn định, bác bỏ thông tin thành phố sẽ giới nghiêm. Pfizer cam kết 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em Việt Nam. Phân bổ 2 triệu liều vaccine Moderna tới 53 tỉnh, thành phố. Hơn 100 y bác sĩ Hải Phòng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Huế gửi 127 bác sĩ, tình nguyện viên vào thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp chống dịch COVID-19. Australia gia hạn phong tỏa Sydney. Hàn Quốc nâng mức giãn cách xã hội thêm một số khu vực. Số ca mắc COVID-19 mới tại Mỹ tăng vọt, trong khi hoạt động tiêm chủng bị đình trệ. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bến Tre tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Hữu Đức, sinh năm 1993, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành về tội giết người. Trước đó khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2021, trong lúc uống rượu tại nhà của người quen ở ấp Hữu Nhơn, xã Hữu Định, Đức thấy anh NVK, sinh năm 1988, ngụ xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành đi ngang qua, vừa đi vừa chửi nói bị mất xe. Sau đó Đức đi ra gặp anh K hỏi chuyện dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Đức dùng dao giấu trong người đâm nạn nhân tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 7, Đức đến công an xã Hữu Định đầu thú. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 14 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trịnh Tuấn Vũ, sinh năm 1988, cư trú khóm Long Hưng 2, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 4, Trịnh Tuấn Vũ đang ngủ tại nhà của cha vợ là ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1970, cư trú xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, thì nghe tiếng truy hô của gia đình nên Vũ bước ra ngoài thì phát hiện Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 1985, cư trú địa phương, do có mâu thuẫn đang cầm dao rượt chém ông Sơn. Lúc này Vũ nhặt một khúc gỗ dài hơn 1 mét ở gần đó chạy theo. Khi thấy Toàn cách ông Sơn khoảng 3 mét, do lo sợ Toàn sẽ chém cha vợ của mình nên Vũ đã dùng khúc gỗ mang theo đánh vào đầu của Toàn, khiến Toàn bất tỉnh và thương tích nặng. Sau đó, Toàn được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 20%. Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Công an huyện Thanh Chương, đội 3 phòng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ Phạm Xuân Tài sinh năm 1979, trú tại tỉnh Hải Dương, thu giữ 26,8 kg ma túy các loại, một khẩu súng quân dụng CZ-83 và 7 viên đạn, trong đó có một viên đạn đã lên nòng, một xe ô tô. Trước đó, qua quá trình điều tra, theo dõi vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 12 tháng 7, tại khu vực biên giới Việt, Lào thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, khi đối tượng Tài di chuyển theo đường mòn đi Hà Nội mang theo số lượng lớn ma túy, ban chuyên án tiến hành vây bắt. Quá trình bắt giữ đối tượng Tài đã cố thủ trong xe, trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng CZ-83 đã lên đạn, sẵn sàng chống trả. Tuy nhiên, nhờ chủ động, bố trí chiến thuật chặt chẽ, các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, đập vỡ kính lái, khống chế kịp thời, tước vũ khí, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân. Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác xét nghiệm và trả kết quả tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu ổn định và đúng thời gian quy định. Hệ thống vận hành đã tương đối đồng bộ. Đây là thông tin được đưa ra tại giao ban trực tuyến với thành phố Hồ Chí Minh do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chủ trì. Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố chỉ tập trung lấy mẫu xét nghiệm tại những nơi có nguy cơ cao theo phương châm phát hiện nhanh, hiệu quả. Việc trả kết quả đã đúng theo thời gian quy định, 12 tiếng với mẫu đơn và 24 tiếng với mẫu gộp. Thành phố đã điều phối lực lượng lấy mẫu ở các quận huyện tùy theo mức độ khác nhau, có những địa điểm đã huy động gần 500 cán bộ y tế lấy mẫu. Đại diện thành phố cũng cho biết hiện nay tại các khu vực bị phong tỏa vẫn còn sự giao lưu giữa gia đình này với gia đình khác dẫn đến khả năng lây chéo rất cao. Vì vậy cần ra từng đối tượng nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Với thông tin hiện đang lan tràn trên các mạng xã hội về việc giới nghiêm thành phố từ 0 giờ ngày 15 tháng 7, thành phố cho biết đã bác bỏ thông tin này. Thành phố cũng cho biết đã có hiện tượng tăng giá thực phẩm đột biến tại một số nơi và những đơn vị này đã được xử lý ngay lập tức. Thế thì tôi đã giao cho Bộ Thông tin Truyền thông làm việc trực tuyến. Lãnh đạo Bộ Y tế vừa có cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Pfizer Việt Nam. Tại cuộc họp, Bộ Y tế đã thỏa thuận đàm phán ban đầu với Pfizer về việc cung ứng bổ sung cho Việt Nam 20 triệu liều vaccine COVID-19 để tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi vào quý 4 năm nay.
Thông tin từ cuộc họp cũng cho biết Pfizer sẽ cung ứng cho Việt Nam khoảng 1 triệu liều vaccine COVID-19 trong tháng 7, 3,4 triệu liều trong 2 tháng 8 và 9. Tiếp đó, khoảng 27 triệu liều vaccine còn lại sẽ được cung ứng trong quý 4 năm 2021. Như vậy, tổng cộng trong quý 4 năm 2021, Pfizer sẽ cung ứng khoảng 50 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam. Bộ Y tế cũng vừa có quyết định về việc phân bổ hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mRNA. Số vaccine này được phân bổ tới 53 tỉnh, thành phố, lực lượng công an, quân đội và 20 bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế. Tại khu vực miền Bắc, 870.240 liều vaccine này được phân bổ cho 28 tỉnh, thành phố. Trong số đó, Hà Nội được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất với hơn 120.000 liều, 10 tỉnh, thành phố miền Trung được phân bổ hơn 80.000 liều, 10 tỉnh, thành phố miền Nam được phân bổ 505.680 liều. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ nhiều nhất với 235.200 liều. Vaccine được bảo quản ở nhiệt độ 2 độ C đến 8 độ C thì phải sử dụng hết trong vòng tối đa 31 ngày. Tiếp tục tăng cường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, sáng 14 tháng 7, lãnh đạo thành phố Hải Phòng gặp mặt 14 bác sĩ và 100 điều dưỡng thuộc 25 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế Hải Phòng hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch. Đoàn sẽ lên đường ngày mai 15 tháng 7 và sẽ hỗ trợ thành phố bạn điều trị các ca dương tính, bệnh nhân hồi sức và xét nghiệm khẳng định. Các bác sĩ, điều dưỡng tham gia tình nguyện hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đều bày tỏ sự quyết tâm, không quản ngại bất cứ khó khăn nào để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh khống chế được dịch bệnh. Trước đó, thành phố Hải Phòng đã cử đoàn bác sĩ, điều dưỡng đến Đà Nẵng từ 5/8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2020 và Bắc Giang từ ngày 2 đến 25 tháng 6 năm 2021 tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19. Sáng 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn 127 y bác sĩ, tình nguyện viên lên đường và hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Tháp chống dịch. Đoàn gồm các bác sĩ, y sĩ, nhân viên và sinh viên của Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế và Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, 32 chuyên gia và bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế tham gia hỗ trợ tại Đồng Tháp. Các thành viên còn lại sẽ hỗ trợ tại quận 8 và Bình Tân của thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tham gia trong đoàn công tác lần này có 72 bạn sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế làm đơn tình nguyện tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài cử đoàn y bác sĩ, tình nguyện viên đến chống dịch, trước đó tỉnh Thừa Thiên Huế đã gửi hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 1 tỷ đồng cùng 5.000 bộ kit test nhanh kháng nguyên COVID-19. Tin quốc tế, sáng nay, giới chức Australia đã quyết định kéo dài lệnh phong tỏa thành phố Sydney, bang New South Wales thêm ít nhất 2 tuần nữa, bắt đầu từ ngày 16 đến 30 tháng 7. Quyết định đưa ra sau khi đợt bùng phát tại thành phố 5 triệu dân này vẫn chưa được dập tắt với các ca nhiễm mới liên tục gia tăng từng ngày. Thông báo của chính quyền bang New South Wales cho biết, các biện pháp phong tỏa sẽ được giữ nguyên cho đến ít nhất là hết tháng này và chỉ được dỡ bỏ khi tình trạng lây nhiễm được khống chế. Theo đó, các trường học vẫn tiếp tục đóng cửa và người dân được khuyến khích ở trong nhà chỉ trừ trường hợp cần thiết như tập thể dục, mua sắm nhu yếu phẩm, đi làm hoặc lý do sức khỏe. Trong 24 giờ qua, bang đông dân nhất Australia này đã ghi nhận 97 ca mắc mới. Hiện chỉ có chưa đầy 10% dân số Australia được tiêm ngừa COVID-19. Hàn Quốc thông báo sẽ nâng mức giãn cách xã hội các khu vực bên ngoài khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận lên một bậc cấp độ 2. Quyết định này vừa được đưa ra trong cuộc họp liên ngành của chính phủ, trong bối cảnh gia tăng lo ngại về một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới trong mùa hè này. Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc lại lập đỉnh mới, khi nước này phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm lần thứ tư do biến thể Delta và chiến dịch tiêm chủng còn chậm chạp. Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận hơn 1.600 ca mắc mới, chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng, khu vực thủ đô Seoul và vùng phụ cận, nơi chiếm khoảng một nửa dân số Hàn Quốc, đang giãn cách xã hội ở cấp độ 4, cấp độ cao nhất. Theo đó, các cuộc tụ tập trên 2 người bị cấm sau 6 giờ chiều. Sau một thời gian dài lắng dịu, trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong ngày tại Mỹ đã tăng gần 95%. Số liệu được truyền thông Mỹ đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại về nguy cơ dịch tái bùng phát ở nước này. Tính đến ngày 12 tháng 7, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc mới trung bình trong ngày trong 7 ngày qua là gần 21.500, gần gấp đôi so với mức trung bình của 2 tuần trước. Khi chưa đến một nửa dân số được tiêm chủng đầy đủ, số ca tử vong cũng tăng lên. Sau một thời gian dài lắng dịu, trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 mới trung bình trong ngày tại Mỹ đã tăng gần 95%. Số liệu được truyền thông Mỹ đưa ra trong bối cảnh có những quan ngại về nguy cơ dịch tái bùng phát ở nước này. Tính đến ngày 12 tháng 7, Mỹ đã ghi nhận số ca mắc mới trung bình trong ngày trong 7 ngày qua là gần 21.500, gần gấp đôi so với mức trung bình của 2 tuần trước. Khi chưa đến một nửa dân số được tiêm chủng đầy đủ, số ca tử vong cũng tăng lên. Dù là một trong những quốc gia có nguồn vaccine ngừa COVID-19 dồi dào nhất trên thế giới, Mỹ vẫn gặp khó trong việc thuyết phục người dân đi tiêm.